Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Thái Lạng Sơn. Tuy là mình đã đi quay rất là nhiều những cái quán có món đặc sản của quê Lạng Sơn nhá, và mình cũng có đúc kết được một số cái kinh nghiệm ở một số cái quán ấy. Họ có những cái gia vị rất là ngon, thì hôm nay mình sẽ ở nhà và mình sẽ làm một cái món đặc sản vịt quay. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những nguyên liệu để chúng ta làm cái món vịt quay đặc sản Sơn nhá. Đầu tiên là gừng mình đã băm nhỏ rồi, hành tím mình cũng đã băm nhỏ, tỏi mình cũng băm nhỏ. Tiếp theo là đây là đạm tương và bên này là tẩu phù nhí, và đặc biệt đây là lá măng mật các bạn nhé, lá măng mật tươi và một con vịt. Đây có bột ajinomoto và bột cay, còn đây là cái đạm tương của mình, một lọ đạm tương mình đã bỏ ra ngoài này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ướp và làm những cái nguyên liệu để nhồi vào bên trong con vịt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ướp gia vị nhá, để nhồi vào bên trong con vịt nhá. Đầu tiên mình sẽ cho tỏi, hành tím, gừng. Đây là đạm tương các bạn nhé. Cái này ăn rất là ngon luôn. Chúng ta không nên cho nhiều đạm tương lắm. Tẩu phù nhĩ. Ta sẽ cho thêm một chút ajinomoto. Và một tẹo bột canh nữa các bạn nhé. Chúng ta không nên cho nhiều đâu vì cái đạm tương nó cũng đã mặn rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta trộn đều lên. Đây, về chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên các bạn nhé. Rồi, ok các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành chúng ta phi cái hỗn hợp gia vị của mình đã trộn đều với nhau nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho dầu vào, cho chút dầu ăn vào. Rồi, trộn đều đi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đổ cái hỗn hợp này vào phi thơm lên. Làm như này nó tăng cái vị thơm lên rất là nhiều các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đổ nước xuống các bạn nhé. Mình chúng ta không nên cho nước vào trong bụng con vịt nhiều quá các bạn nhé, vừa phải thôi. Ninh khoảng tầm 4 phút, như này hơi ít nước, mình sẽ đổ thêm. Rồi, đây các bạn nhé, thì lúc ban đầu ấy mình cho nguyên liệu vào thiếu măng mật khô nhá, quả măng mật khô các bạn nhé. Thì trong quá trình mình đun này thì bây giờ mình cho vào được nhá. Còn nếu mà các bạn nào làm ban đầu với mình thì các bạn cho luôn vào cái hỗn hợp kia nhá. Còn ban đầu là mình quên mất, bây giờ mình sẽ đổ vào đây nhá, đổ quả măng mật vào đây, chúng ta sẽ đun. Đấy, đun lên trong khoảng tầm 3-4 phút thì chúng ta sẽ bỏ ra nhá. Đấy, đun lên cho nó hỗn hợp thì nó sệt sệt vào nhau đi các bạn này. Đấy, rất là thơm luôn. Rồi, như này là được rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra nhá. Các bạn này, mình được một cái bát hỗn hợp này. Đấy, rất là thơm luôn. Hỗn hợp rất là sệt nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ để nguội, xong rồi chúng ta sẽ nhồi vào bên trong con vịt nhá. Các bạn nhá, sau khi chúng ta đã xiên cái cây này, các bạn ơi, xiên thì các bạn xiên từ cái phía dưới đít của nó các bạn nhá, xiên lên trên cho qua cả đầu. Thì bây giờ mình sẽ cho nhân vào bên trong, nhân thì mình đã làm sẵn đây rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ nhồi nhân vào bên trong các bạn nhá. Nếu mà quay có cái cây quay vịt thì các bạn có thể là làm xong hết, các bạn thoải mái nhồi nhân vào. Nhưng mà mình quay ở nhà, quay bằng cái cây tre này thì phải nhồi cây vào trước.
Đấy, ta sẽ nhồi hết tinh dầu vào trong. Ta dốc nó lên trên này một chút. Dốc nó bình đi. Cho nó chảy đều lên trên đi quá đây. Tiếp theo chúng ta sẽ cho lá mắc mật vào các bạn nhé. Các bạn tuốt cho mình ít lá mắc mật vào bên trong. Bước này lá mắc mật rồi anh nhét vào. Đây chúng ta sẽ tiến hành chúng ta khâu con vịt vào. Khâu thì đơn giản thôi, mình dùng một cái cây tre này các bạn này, cây tre này để mình khâu. Đấy, chúng ta xiên chắc vào các bạn nhé, không thì con vịt nó bị thổi ra, nước nó sẽ ra hết ngoài. Đấy, mình khâu ở trên này nhé. Tiếp theo mình khâu nữa. Hơi ra một chút. Cho một miếng khâu bên này nữa các bạn nhé, cho nó chắc. Con vịt này hôm nay mình đi mua, họ mổ nó hơi bị rộng. Rồi các bạn nhá, buộc cái dây này vào để cho nó chắc hơn. Dùng cái dây đai làm cái này thì nó sẽ chắc hơn. Buộc chắc vào cho mình. Đấy, chắc lắm rồi đấy. Đây, con vịt đây. Đây chúng ta sẽ buộc cái cổ phía trên các bạn nhé, để tránh những cái gia vị nó lên cái đầu trên này này, nó bị chảy ra ngoài. Ta cột vào đây cho mình. Buộc chắc vào đây nhá. Đây là chắc. Tiếp theo chúng ta sẽ buộc hai cái chân này vào nhé, cho nó cột chắc vào cái thanh cái tre này. Đây là việc quay ở nhà đấy các bạn nhé. Ra quán người ta không làm buộc tre này, không làm mất thời gian lắm. Họ có một cái thanh quay vịt riêng, hoặc là quay bằng lu thì họ treo, nó nhàn hơn rất là nhiều. Mình ở nhà mình không có đầy đủ nên là mình phải làm như thế này. Cắt đi. Ok, đây con vịt của mình đã ok rồi đấy, ổn rồi đấy các bạn này. Đây chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đến khâu lấy màu nhá. Các bạn chuẩn bị cho mình một chậu nước nóng các bạn nhá, chưa sôi. Đây mình đã đun nước rồi, chưa sôi. Để chúng ta tiến hành chúng ta rửa qua con vịt một cái các bạn nhá. Đây chúng ta sẽ rửa vịt. Rửa này cho nó sạch đi, đảm bảo nó hết những cái chất bẩn đi các bạn nhé. Để lúc chúng ta lấy màu thì nó sẽ màu sẽ đẹp hơn. Thứ hai là con vịt được sẽ bóng hơn các bạn đây. Rất là nóng luôn.
khi chúng ta rửa qua nước nóng rồi các bạn nhé, con vịt nó rất là sạch rồi. Thì các bạn tiếp theo đến khâu lấy màu, các bạn chuẩn bị cho mình một chậu nước ấm như thế này và khoảng tầm gần một nửa chén mật ong này các bạn đổ cho. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ quấy đều nó lên để cho nó tan đi các bạn nhé. Xong chúng ta lấy màu. Đấy, bây giờ mình sẽ quấy đều lên nhé. Tại sao mà cần nước ấm thì cái mật ong ấy nó mới tan được các bạn nhé. Đây chúng ta sẽ tiến hành lấy màu nha các bạn nhé. Đấy, các bạn bôi đều hết cho mình, đều hết con vịt nhé. Đến cổ, bôi lên cổ. Rồi, đã được rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ để cho con vịt mình ráo nước ở trên này khoảng tầm 10 đến 15 phút là mình sẽ tiến hành mình cho lên bếp than mình quay nhá. Khi mà chúng ta đã để được khoảng tầm 10 phút thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ con vịt lên quay nhá. Đây, than mình đã chuẩn bị hết rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bỏ vịt lên quay. Bây giờ sẽ tiến hành chặt vịt ra để thưởng thức nhé. Con vịt hôm nay mình mua là con vịt nó hơi gầy một chút. Ồ, nhân lên. Lấy cái của nhân ra. Nhân ở bên trong các bạn. Rất là thơm rồi. Con vịt này nó gầy quá. Quay trên này đúng là quay phải quay con vịt to ấy. Còn vịt về tí hợp với đẹp. Nó dày vừa. Chúc con cho rất đẹp. Câu rồi.
Rồi các bạn nhé, ta thưởng thức món vịt quay mình làm tại nhà nhé. Đây, chặt ra hết rồi. Con vịt này mình mua, gia đình mình ăn không hay ăn béo nhiều ấy, mình mua con vịt nói chung là phải nói là gầy. Chấm nhá. Thịt vịt dai, ăn rất ngon các bạn. Con vịt tuy gầy thôi nhưng mà ăn những con vịt này nó mới dai ngon. Nhà mình không ăn được nhiều, có ít người mình mua con vịt nó bé bé. Đây, nước kia đây. Còn cánh, cánh bé tí rồi nhỉ. Thôi các bạn nhé, cái video hôm nay mình giới thiệu cho các bạn về cái món vịt quay Lạng Sơn, mình làm theo công thức của mình ở nhà nhé. Nếu các bạn nào thấy món ăn của mình ngon thì các bạn có thể áp dụng làm để cho gia đình mình ăn nhé. Thôi hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.